chào cả nhà. Chết luôn à. Ây dạ. Chết luôn. Này chèn cho mô thi tao quờ lèo á. Nói gì đâu. Nguyên xin chào cả nhà nghe. Chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Malaysia nghe. Hôm nay hai chồng Nguyên đi chợ Trung Thu nè cả nhà ơi. Đi chợ Trung Thu không biết hôm nay có bánh Trung Thu ăn không. Nguyên nghĩ chắc có đó. Chắc bữa nay là nhiều lắm đó, cả nhà. Cái chiên then hỏa lĩnh to xào hao lèo hả anh? Mùa nay con à. Hỏi ổng ngày mấy ổng không biết nữa, để Nguyên coi coi. Hôm nay là thứ bảy ngày 3 tháng 9 là ngày mấy ở dưới nhà mình ta, Nguyên không biết nữa cả nhà ơi, tính ngày dưới Nguyên không biết. Đó, hôm nay đi chợ Trung Thu cả nhà. Coi có gì mua không, Nguyên mua. Chợ này chợ thứ bảy Nguyên thường đi lắm. Hôm nay hai chồng Nguyên hên, vừa lại đây có chỗ đậu xe. Yêu đẹp à? À bê. Ui ạ. Ok. Chỗ đó cô đó bán cơm mã là chỗ mua quen thuộc của chồng Nguyên á, thường lại chồng Nguyên thường mua ở đó lắm. Cô đó, cô nấu ăn ngon á cả nhà. Trời ơi, bữa nay đông quá trời luôn. Chiên hèn tráng to đỉnh á. Giờ tới Trung Thu á cả nhà. Ai cũng đi ra mua bánh Trung Thu. Đi mua rồi cái người ta đi chúc. Chúc Tết Trung Thu á cả nhà. Nhưng mà đông dữ rồi trời. Để coi menu. Ở đây có nhiều loại. Chưa. Bu dao lèo. Chưa. Đi mãi đi xưa. Mình lấy cái loại đậu xanh trứng muối. Chưa. À. Chưa đi hả? Cho cơ y giang à, vui giang à. Cho cơ sư tàn à. Cho cơ sư y li là. Cho cơ sư nhẵng li là. Hả? Y giang y li á. Y li. À. Y li. Nhiều người mua bánh Trung Thu lắm luôn á cả nhà. Họ kia nặng người ta để á, họ Nguyên đợi đẳng coi. Đây là họ để. Ý. Sao mọ? Cho món menu đi bên Mỹ Hữu á. Cho cơ ấy. À lên nó coi. Na cơ y thủ nó coi. Cái là cái này. Cái là u thấu. U thấu. Cái là tập bàn. Cái y thủ cao. Y thủ ạ. Ồ. Cái y thở. Nả lắm, nả anh chưa cơ. Đã hoa nhẹ nhung. Đã hoa nhẹ nhung. Được không? Nào chưa cơ y cơ. Sức khỏe rồi cơ. Cơ. Con bán nhiều loại bánh Trung Thu lắm. Ôi họ chảy, họ bán nhóc hết trơn luôn nè cả nhà. Thùng mấy cái thùng này là bánh Trung Thu không á. Nguyên thường mua bánh Trung Thu ở cái chị này lắm. À, mua giết mà thành mối luôn á, mua riết quen á, cái chị bán rẻ cho Nguyên, kiểu như người ta bán cho người ta 10-11 đồng, bán Nguyên 10 đồng á cả nhà. Bởi vì Nguyên thường là ở đây mua.
Thôi ơi, hôm nay đông nghẹt luôn. Ở đây trong thu người ta ít có trang trí chợ á, hay là cái khu nguyên không có trang trí nguyên cũng không biết nữa. Nguyên mua một ít bánh trung thu á, sẵn hồi nữa đi lại nhà dì chồng Nguyên á, sẵn cho dì chồng Nguyên luôn. Sen mày mọt giao sầu mọt. Hôm nay đi đâu cũng đông hết trơn hả trời. Cái này trái giấm nè cả nhà. Ở đây người ta mua về người ta nấu nước uống á. Mì vô. Bây giờ à. Hơi liễn mỏn nhẹ dàng nào. Chồng em hỏi mua cái này về uống không, mà nói thôi uống chanh cũng giống vậy rồi. Nguyên nấu cũng con mình Nguyên uống, chồng Nguyên ít uống. Nó kêu bằng trái giấm đỏ, người ta thường nấu canh chua cả nhà. Cái này một dải ngoài ruộng nhóc, hồi đó thì cũng có giờ nhóc, cũng tùy theo khu. Mày sờ mò là sư. Ở đây người ta không có trang trí lồng đèn ha. Lên cái khu khe eo Nguyên nghĩ là họ sẽ có trang trí lồng đèn á cả nhà. Khu này người ta không có trang trí nữa. Thanh dù anh xăm lặng xa. Mỹ dù cho bên Mỹ dù. Nguyên coi, Nguyên nói chồng Nguyên coi có bán a sâm lạc xa không, mua a sâm lạc xa mà ở đây không thấy nè. Chồng Nguyên mua pin đồng hồ, mấy cái đồng hồ kiểu nhìn đẹp ha. Ủa sao họ không cho mình cái bịch ta, bỏ vô giỏ luôn. Có bán lồng đèn nữa cả nhà, kiểu lồng đèn truyền thống. Nam bên dù mai. Sao mò nâng cơ tu phu. Nâng cơ tu phu sư sao mò tu phu à? Phù thông mà. Vì à? Nguyên tưởng nó đậu hũ thối, Nguyên mua, Nguyên hỏi chồng Nguyên nữa. À, đậu hũ đó, đậu hũ gì vậy? Đậu hũ bình thường hả? Miêu rỉnh mai á. Không có ai bán đồ ăn, ít bán đồ ăn. Hôm nay là thứ bảy á cả nhà, với lại gần tới trung thu rồi nè, cái nhiều người ta không có mở đồ ăn ra bán đó, cho nên Nguyên đi nguyên dãy này ít thấy bán đồ ăn á.
thường thì thứ bảy chủ nhật á, mà ngay dịp lễ như vậy á, người ta đi ở nhà người ta ăn liên quan á cả nhà, cho nên nhiều người người ta không có mở, không có đi làm á. Ở cho bên ăn xong lập xa. Cái chỗ này hồi bữa Nguyên có mua nè, không biết ăn ngon hay dở quên mất tiêu rồi. Giao mà. Giao mà. Nguyên mua đem về nhà ăn cả nhà. Cái nồi nước lèo thơm phức luôn. Ở đây người ta bán họ cho mình đem về chứ không có, không có bàn cho mình ăn. Có chỗ này thôi, có chỗ khác người ta cũng mua. Người ta cũng có chỗ cho mình ăn đó cả nhà. Đó cá mòi. Sen. Đó là sen. Miêu xè. Ba khoai. 8 đồng cả nhà. Assam Laksa 8 đồng. Hai vợ chồng Nguyên đảo một vòng hết khu chợ luôn mà chồng Nguyên không biết ăn gì luôn. Không biết ai có tình trạng giống như hai chồng Nguyên không, mỗi lần đi chợ là hai chồng không biết ăn gì trơn. Kiểu như nhìn món nào nhiều món quá cả nhà, mình không biết ăn gì á. Hên là bữa nay chợ không có bán nhiều nhiều món ăn, nhiều khu người ta không có mở cả nhà. Chồng Nguyên chưa có mua gì luôn á, Nguyên ăn riết không biết ăn gì luôn á. Mày giáo sư sao mà? Nguyên hỏi chồng Nguyên ăn gì, ông im gu. Mắt mệt, ông thiệt chứ. Đây là bán đồ cuộn tóc nè. Đồ cuộn tóc. Giờ tao bán muốn hết rồi. Quầy này bán là của người qua cả nhà, người qua bán. Giờ này thì ta nội bộ ra chợ nhóc. Thường đi chợ đi khu đây đi sớm sớm, đi trễ trễ nhà không có chỗ đậu xe. Giờ gì cả nhà ơi, tranh thủ đi lại nhà dì chồng Nguyên nữa. Cái quán ăn này á lúc nào cũng đông nghẹt người chứ, tại bán ăn ngon á cả nhà. Thằng này tới chỗ mà không mở xe nữa chứ. Thôi video của hai chồng Nguyên đến đây kết thúc rồi cả nhà. Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ video của hai chồng Nguyên nha. Bây giờ hai chồng Nguyên đi tranh thủ đi lên nhà dì chồng Nguyên nữa. Cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ video của hai chồng Nguyên. Xin chào. Bye bye, xin chào.